Thưa các chí và các bạn, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn viên thanh niên trong quân đội đã xây dựng và thực hiện nhiều mô hình tiết kiệm hiệu quả. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong phần phóng sự của chuyên mục Quốc phòng toàn dân hôm nay. Cuối chương trình, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Văn Bé Tư, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về vấn đề thực hiện các chế độ chính sách bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết Bính Thân 2016. Còn bây giờ, mở đầu chương trình, chúng tôi xin điểm lại những hoạt động chính của lực lượng vũ trang tỉnh hai tuần qua. Mời các chí và các bạn cùng theo dõi. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh xem chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thể hiện niềm tin Đại hội lần thứ 12 của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có đầy đủ phẩm chất, đạo đức và trí tuệ để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. Đoàn cán bộ của tỉnh Kompong Speu, Vương quốc Campuchia đã đến thăm chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thay mặt đoàn, bà Tum Savat, Phó tỉnh trưởng tỉnh Kompong Speu gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đón một mùa xuân mới an khang thịnh vượng và nhiều thắng lợi mới. Đồng thời, bà cũng khẳng định quân và dân tỉnh Vĩnh Long đã góp phần giúp cho nhân dân tỉnh Kompong Speu thoát khỏi quà diệt chủng, hồi sinh đất nước, tiếp tục củng cố xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, vun đắp mối quan hệ truyền thống giữa Kompong Speu và tỉnh Vĩnh Long. Cụm thi đua khối các cơ quan ban ngành tỉnh đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2015. Năm qua, với chức năng nhiệm vụ được giao, từng cơ quan đơn vị trong khối đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu thi đua sát với điều kiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Qua đó, có hàng trăm tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Kết quả bình bầu, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được đề nghị tặng cờ thi đua của chính phủ. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vĩnh Long phối hợp với công ty cổ phần Bia Sài Gòn Vĩnh Long thành lập và ra mắt trung đội tự vệ cơ quan với 25 cán bộ chiến sĩ. Trung đội có nhiệm vụ vừa tham gia sản xuất, tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tài sản và tính mạng của công ty và công nhân. Ngoài ra, trung đội còn tham gia với các lực lượng khác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ lực lượng thường trực năm 2016. Trong thời gian 5 ngày, cán bộ tham gia lớp tập huấn được tiếp thu các nội dung chính gồm công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, cứu hộ, cứu nạn, công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ, công tác hậu cần kỹ thuật và một số nội dung có liên quan đến công tác tuyển quân năm 2016. Thưa các chí và các bạn, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn viên thanh niên trong quân đội đã thể hiện tốt tinh thần tiết kiệm, mà thể hiện cụ thể là các đồng chí đã hưởng ứng tốt các mô hình tiết kiệm của tổ chức đoàn phát động. Và từ những mô hình tiết kiệm đã đem lại hiệu quả thiết thực cho chính bản thân của đoàn viên thanh niên cũng như cơ quan đơn vị. Mô hình ngôi nhà 100 đồng ở trường quân sự tỉnh đã được đoàn viên thanh niên hưởng ứng thực hiện mạnh mẽ. Ngôi nhà mang tên 100 đồng vì những vật dụng phế liệu thu nhặt dù có giá trị chỉ 100 đồng nhưng khi tích góp sẽ mang lại giá trị lớn hơn nhiều. Từ khi triển khai mô hình này, việc thu nhặt các chai nhựa, giấy dụng không đơn thuần còn là hoạt động dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên nhà trường, mà còn là hoạt động tích góp cho ngôi nhà 100 đồng. Việc làm này đã không chỉ tác động đến đoàn viên thanh niên mà còn tạo được ý thức chung cho toàn đơn vị. Bản thân nhận thức đúng đắn về vị trí vai trò cũng như ý nghĩa của mô hình ngôi nhà 100 đồng, từ đó quán triệt giáo dục cho mọi người, mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nắm chắc về ý nghĩa, hiểu rõ tầm quan trọng của mô hình ngôi nhà 100 đồng. Từ đó có những suy nghĩ tích cực, hành động đúng đắn khi tham gia mô hình ngôi nhà 100 đồng. Chính vì vậy, trong thời gian qua, đoàn cơ sở, chi đoàn cũng như đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ làm nhiều các hoạt động ý nghĩa để gây quỹ ngôi nhà 100 đồng. Nổi bật trong đó là việc thu gom chai, lọ, giấy dụng, vân vân, để hàng tháng là gây quỹ ủng hộ ngôi nhà 100 đồng. Hiệu quả hơn là từ khi triển khai thực hiện mô hình này đã tạo chuyển biến từ trong nhận thức đến hành động trong việc thực hành tiết kiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên và học viên của nhà trường.
Từ đó, tinh thần tập thể, tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người càng được phát huy. Đặc biệt, hành động tiết kiệm thể hiện cụ thể và hiệu quả hơn. Để làm tốt cái chương trình đó thì trước hết là ban chấp hành đoàn cơ sở tranh thủ sự chỉ đạo lãnh đạo của đảng ủy, ban hiệu nhà trường, mà từ đó triển khai xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động và triển khai cho các cái chi đoàn, đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn đoàn cơ sở để thực hiện. Thứ hai nữa là cái tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ ở đây, nó thể hiện cái vai trò trách nhiệm đội ngũ cán bộ trong việc thu nhặt những cái chai nhựa để bỏ vào ngôi nhà 100 đồng. Đây là những cái việc làm mà tôi thấy thiết thực đối với đội ngũ cán bộ, mà từ đó làm gương cho những đoàn viên thanh niên chúng ta noi theo. Từ hiệu quả mô hình ngôi nhà 100 đồng của trường quân sự mà hiện nay mô hình này đã được triển khai rộng rãi ở chi đoàn và đoàn cơ sở ở các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Các chi đoàn trong quá trình thực hiện cũng đã làm cho đoàn viên thanh niên nhận thức rõ ý thức từ việc làm nhỏ của mình, đồng thời đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho đoàn viên, khích lệ động viên và nhắc nhở kịp thời đoàn viên cùng có ý thức tốt. Từ đó, từng đoàn viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của một việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, nên đã tham gia tích cực, mang lại hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, ý thức và thói quen tiết kiệm. Ngôi nhà 100 đồng do đoàn thanh niên của quân đội phát động thì có thể nói đây là một cái việc làm nhỏ nhưng cái ý nghĩa nó mang lại hết sức là to lớn. Nó có tác động kép đến việc giáo dục, quản lý, rèn luyện đoàn viên ở đơn vị. Nó cụ thể, nó thể hiện qua các mặt. Thứ nhất là đây là chương trình không chỉ là giúp đỡ cho nhiều đồng chí đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, mà thông qua đó còn giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ và đoàn viên ý thức được trách nhiệm, cũng như là ý thức được cái tinh thần tương thân tương ái, cái tính tập thể, cái tính cộng đồng, mình vì mọi người. Cái tác động thứ hai là hầu hết cán bộ đảng viên đều cái ý thức trách nhiệm trong cái thực hành tiết kiệm, nó thể hiện qua cái công tác trong sinh hoạt hàng ngày, tiết kiệm một cách thực chất hơn, hiệu quả hơn. Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, được sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân. Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể là tiết kiệm, chống lãng phí, yêu thương đồng chí, đồng đội. Từ đó mà mô hình người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội được đoàn viên thanh niên hưởng ứng mạnh mẽ và thực hiện có hiệu quả trong những năm qua. Thượng úy Lê Chí Cường, phân đội trưởng phân đội trinh sát đặc nhiệm, đại đội trinh sát, là một trong những đồng chí tiêu biểu cho phong trào này. Đối với đồng chí, luôn biết thương yêu, kính trọng. Đối với cha mẹ, không làm bất cứ điều gì để cha mẹ buồn phiền, lo lắng. Thực hành tiết kiệm trong chi tiêu cá nhân, không tiêu xài hoang phí. Hàng tháng, đồng chí đều gửi tiền về phụ giúp gia đình. Trong công tác, đồng chí Cường luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, được đồng đội yêu mến, tin tưởng, đơn vị đánh giá cao, để luôn là niềm tự hào của cha mẹ. Đồng thời, luôn thương yêu đồng chí, đồng đội, động viên giúp đỡ đồng đội trong học tập công tác, sẵn sàng giúp đỡ khi đồng đội gặp khó khăn. Thấy thì cái việc mô hình người con hiếu thảo nó còn giúp cho các đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những bạn trẻ chúng tôi có được cái cách nghĩ, cách làm và cách sống nó đúng đắn hơn, sống một cách biết quan tâm, biết chia sẻ với gia đình, sống có trách nhiệm bản thân, gia đình và có trách nhiệm với xã hội. Cuộc vận động người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội đã tác động trực tiếp đến nhận thức và khơi dậy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Mô hình có những tiêu chí cụ thể để đoàn viên thanh niên rèn luyện và phấn đấu thực hiện. Nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên đã tiết kiệm một phần phụ cấp và lương gửi về giúp đỡ gia đình, cùng nhau đóng góp hỗ trợ gia đình đồng chí, đồng đội đang gặp khó khăn. Vào những ngày nghỉ, tôi thường điện về nhà hỏi thăm gia đình để cho gia đình yên tâm khi tôi ở đơn vị. Phụ cấp hàng tháng tôi luôn cân nhắc kỹ lưỡng, tuy số tiền không nhiều nhưng tôi thường chia ra làm hai phần. Một phần dùng để chi tiêu những công việc lặt vặt cá nhân trong tháng, phần còn lại tôi gửi đơn vị để khi được về tranh thủ hoặc về phép tôi đem về nhà để phụ giúp gia đình, giúp đỡ các em trang trải việc học. Bên cạnh đó, khi ở đơn vị, tôi cố gắng học tập thật tốt, tu dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật
của quân đội, pháp luật của nhà nước và quy định của đơn vị, để từng bước hoàn thiện bản thân mình hơn, trở thành người con kết cho xã hội, cho đất nước, và cũng để cho cha mẹ yên tâm. Thì đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo đoàn cơ sở các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Cái thứ hai là thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh niên hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của các mô hình. Cái thứ ba là kịp thời sơ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đồng thời thường xuyên tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong quá trình tổ chức thực hiện các mô hình để đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ học tập và làm theo. Từ các mô hình tiết kiệm được thực hiện hiệu quả đã giáo dục tinh thần tiết kiệm, thái độ thực hành tiết kiệm cụ thể, thiết thực, đồng thời nâng cao tình thương yêu, lòng kính trọng và trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ, sống có nghĩa, có tình đối với đồng chí, đồng đội. Cũng từ đó góp phần xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng cho đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh. Thưa các ông chí và các bạn, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đón một mùa xuân vui tươi, an toàn và bảo đảm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức Tết chu đáo. Sau đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Văn Bé Tư, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về những chính sách bảo đảm để cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết thì các chế độ chính sách của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong dịp Tết thì được Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai thực hiện như thế nào? Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có cái chỉ đạo thực hiện cái kế hoạch mừng Đảng mừng xuân rất sớm, nhưng để cho các cơ quan đơn vị chỉ sẽ chủ động để đảm bảo cái kế hoạch thực hiện đúng theo cái chỉ đạo của trên. Vì để đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ có cái thống nhất và tổ chức thực hiện tốt các cái hoạt động mừng Đảng mừng xuân, trong đó nhất là đối với các cái chế độ chính sách quy định ở trên, thì Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo cho thủ trưởng các cơ quan đơn vị là triển khai đến tận cán bộ chiến sĩ về các cái chế độ định như Bộ Quốc phòng của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và của tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, để đảm bảo cho anh em biết là chế độ mình hưởng được như thế nào đối với sự quan tâm của cấp trên. Ngoài những chế độ chính sách của Bộ Quốc phòng, của quân khu, thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có những chính sách gì để hỗ trợ cho gia đình cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh vui xuân đón Tết bính thân năm nay? Thứ hết là Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt cho cán bộ, gia đình cán bộ cố gắng làm sao năm nay đảm bảo vừa mừng Đảng mừng xuân thực chất là vui tươi, an toàn, tiết kiệm, mà trong đó là ưu tiên là cố gắng làm sao là sức từ cái quỹ đơn vị để đảm bảo các chế độ cho cán bộ chiến sĩ. Thì riêng đối với Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho là các đồng chí thượng tá, đại tá là bản 3.500.000 đồng một đồng chí, tối cấp trung tá là trưởng ban cho là mỗi đồng chí là 2.500.000 đồng, cấp trung tá và đến cấp quý thì 1.500.000 đồng một đồng chí. Còn riêng đó là trong những ngày Tết thì Bộ Chỉ huy sự tỉnh là cho 3 ngày ăn cơ bản là 45.000 đồng một đồng chí trong những 3 ngày Tết, để đảm bảo cho anh em ăn thêm có sức khỏe, đồng thời đảm bảo cái trực sẵn sàng chiến đấu theo cái quy định của cấp trên. Đối với các đơn vị trực thuộc và 8 huyện thị thành phố thì các đồng chí sẽ trên cơ sở là quỹ sản xuất, các đồng chí cũng đã đảm bảo chế độ cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ cơ quan vị mình thực hiện là ăn Tết đảm bảo tốt. Bên cạnh những chế độ chính sách mà chúng ta đảm bảo thì những hoạt động vui chơi đón Tết sẽ được chỉ đạo thực hiện như thế nào ở các đơn vị để mà cán bộ chiến sĩ an tâm thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết? Về hoạt động Tết có thể nói rằng Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh năm nay có những cái mới hơn, nghĩa là ngoài đảm bảo cái vui chơi trong trực hai cái đợt Tết đó, thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy còn tổ chức cái đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng mừng xuân. Thì cái này giữa cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh và kết hợp với một số ban ngành bên ngoài để đảm bảo là chúng ta vừa meeting đồng thời vừa
giao du văn nghệ đối với các cái đơn vị bạn, cũng như giúp cho cán bộ chiến sĩ có cái không khí vui tươi để đảm bảo anh em vừa là thực hiện cái nhiệm vụ của mình sẵn sàng chiến đấu, đồng thời anh em có cái không khí phấn khởi để mà thực hiện cái trong những cái ngày mà anh em trực Tết. Đặc biệt là Bộ Chỉ huy sự tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan đơn vị là thực hiện cái Tết quân dân ở cái xã Hiếu Nhơn và Dũng Liêm. Thì có thể đây là lần đầu tiên Bộ Chỉ huy tổ chức làm điểm để năm tới và những năm tiếp theo Bộ Chỉ huy sẽ tiếp tổ chức thực hiện rộng rãi hơn. Thì Tết quân dân năm nay thì có thể nói rằng đây là cái mới của tỉnh chỉ đạo tổ chức, nghĩa là nó cũng có ý nghĩa rất là quan trọng, làm sao đưa cán bộ chiến sĩ xuống dưới cùng nhân dân là ăn Tết chung. Xin cảm ơn đồng chí. Thưa các chí và các bạn, chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.